Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Hôm nay mình sẽ gửi đến bạn phần tóm tắt của cuốn sách có tựa đề Yêu Can, Không Gì Là Không Thể của tác giả George Matthew Adam. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh và vào nhóm cộng đồng hội đam mê đọc sách cùng sách tóm tắt để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách hay nào. Ngoài ra bạn cũng có thể truy cập website để mua sách, ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Bạn thân mến, từ bao đời nay, thành công luôn là ước mơ và là mục tiêu của con người. Theo đó, những câu hỏi như thành công là gì, hay làm thế nào để đạt được thành công, luôn khiến con người phải trăn trở. Liệu thành công có phải là khi chúng ta có thật nhiều tiền, sở hữu những tiện nghi hiện đại và sống một cuộc đời vương giả? Hay thành công là khi chúng ta có một công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc? Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời cho những trăn trở của mình, nhiều người đã nhận ra rằng thành công thật sự không chỉ được đo bằng vật chất sở hữu được mà còn đến từ những giá trị vô giá về mặt tinh thần. Cuộc sống hiện đại mở ra cho con người nhiều cơ hội để thành công, nhưng đồng thời cũng mang đến không ít thách thức. Chắc chắn, khi đối mặt với những thách thức đó, không ít người trong chúng ta cảm thấy bế tắc và cần lắm những lời khuyên bổ ích. Cuốn sách Yêu Can, Không Gì Là Không Thể của tác giả George Matthew Adam đã dần trở thành người bạn đồng hành thân thiết của rất nhiều người. Những triết lý đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc và hữu dụng trong cuốn sách đã giúp rất nhiều người đạt được thành công như họ mong đợi. Khi hiểu với những bí quyết này, bạn sẽ nhận ra rằng không có giới hạn nào trong tư duy của con người ngoài những giới hạn do chính con người đặt ra. Và như vậy, chắc chắn rằng hành trình tìm kiếm thành công ở ngay trong bản thân mỗi người chúng ta mà thôi. Mỗi nghịch cảnh thất bại hay đau khổ đều mang trong nó một hạt giống của những lợi ích tương đương hoặc lớn hơn. Hãy học cách đối mặt và vượt qua thất bại. Hãy để Không Có Gì Là Không Thể đồng hành với bạn trên hành trình khám phá sức mạnh bản thân và đạt đến thành công hằng mong đợi. Tiếp theo mình và các bạn cùng tóm tắt, tìm hiểu và lắng nghe cuốn sách để có thể thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Sở dĩ tôi nói như vậy, vì đó là ngày mới nhất và cũng là ngày không bao giờ trở lại trong cuộc đời bạn. Đừng chờ đợi ngày mai, hãy sống trọn từ hôm nay. Đừng để sự lo lắng, thất vọng, tức giận hay hối hận xuất hiện trong ngày hôm nay của bạn. Tất cả đều thuộc vào quá khứ hoặc chỉ đến trong tương lai. Hãy làm việc thật nghiêm túc và sống có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Đối với một kẻ lười biếng thì hôm nay cũng giống như ngày mai, và chẳng khác gì hôm qua. Họ luôn tìm lý do để trì hoãn những việc cần phải làm trong hôm nay. Trì hoãn sẽ khiến những dự định của bạn không bao giờ trở thành hiện thực. Mọi nỗ lực, lời nói, hành động của bạn ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của bạn mai sau. Hoàn thành mục tiêu đề ra trong ngày hôm nay sẽ giúp bạn cảm thấy hưng phấn và tạo tiền đề để bạn thực hiện tốt hơn công việc của mình vào ngày mai. Thậm chí nụ cười ngày hôm nay cũng có thể ảnh hưởng đến ngày mai của bạn. Vì vậy, đừng để đến ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay. Sử dụng thời gian hợp lý. Hãy học cách sử dụng thời gian. Thời gian là tài sản quý giá nhất của con người, nhưng cũng là thứ bị lãng phí nhiều nhất. Nếu không biết cách sử dụng thời gian hợp lý, bạn sẽ để cuộc đời mình trôi qua trong vô nghĩa. Thời gian không bao giờ mang đến những ưu phiền, nuối tiếc của con người và cũng không thể nào trở lại và chờ đợi bất kỳ ai. Rất nhiều người trong chúng ta biện hộ cho việc trễ nải của mình bằng vô số lý do khác nhau. Thế nhưng, dù vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, việc chậm trễ vẫn là điều khó chấp nhận. Nó để lại hậu quả tai hại mà bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian sau đó để khắc phục. Cách sử dụng thời gian hợp lý nhất là hãy luôn đúng giờ. Thành công không bao giờ đến với những kẻ thụ động, lười biếng. Cuộc sống luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu, nhưng chúng chỉ đến với những ai biết sử dụng thời gian hợp lý. Ý nghĩa của thời gian nằm trong ý nghĩa của công việc bạn làm. Do vậy, đừng phí phạm thời gian và công sức vào những chuyện vặt vãnh
hãy vươn tới những điều lớn lao. Hãy luôn ghi nhớ bình minh của ngày hôm nay sẽ không bao giờ hé rạng lần thứ hai. Hãy hoàn thành công việc đúng tiến độ, cũng như cố gắng đúng giờ trong mọi cuộc hẹn. Đó là khởi đầu của mọi thành công. Nhân cách là tài sản quý giá nhất của một con người và là tất cả những gì còn sót lại sau khi họ đã đánh mất tất cả. Trên hết, nhân cách chính là sức mạnh. Nhân cách là thành lũy kiên cố, có thể bảo vệ con người trước những tác động không hay của cuộc sống. Nhân cách giúp con người vượt qua mọi sự chỉ trích để sống thật với chính mình. Nếu danh tiếng vốn là những gì công luận ban tặng cho một ai đó có thể bị bôi nhọ, thì nhân cách mới thật sự làm nên con người họ, và nó sẽ mãi mãi trường tồn. Nhân cách là yếu tố đảm bảo cho mọi thành công của con người, cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Quả thật, nhân cách sẽ quyết định ấn tượng mà bạn sẽ để lại trong suy nghĩ của người đối diện. Nếu tạo được ấn tượng tốt đối với mọi người và duy trì được ấn tượng đó lâu dài, thì rất có thể bạn sẽ chạm tới thành công một cách dễ dàng, mau chóng hơn. Do đó, hãy cố gắng sống một cuộc đời tử tế, chân thật, sòng phẳng, phóng khoáng, trung thành và can đảm để hình thành cho mình một nhân cách lớn. Trên hết, hãy dùng nhân cách của bạn tác động đến những người xung quanh và biến điều đó thành nguyên tắc hành động mỗi ngày. Ngay từ hôm nay, hãy rèn luyện cho mình nhân cách tốt đẹp, bởi vì nhân cách là sức mạnh. Sự tự tin, nếu ví sự tự tin giống như sống lưng của con người, thì thế giới này có hai loại người. Loại người thứ nhất, loại người không bao giờ đứng thẳng vì không có sống lưng, và loại người thứ hai luôn tự đứng vững bằng chính khả năng của mình. Thật tuyệt vời khi bạn có được một bộ óc thông minh cùng trí tưởng tượng phong phú và những tư tưởng lớn lao, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp được tất cả các yếu tố đó với lòng tự tin để tạo dựng cho mình một cuộc sống ý nghĩa và đủ đầy. Quả thật, thiếu lòng tự tin, con người sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Nếu nhà thám hiểm Christopher Columbus không tự tin vào phán đoán của mình, thì có lẽ sẽ rất lâu sau đó loài người mới tìm ra châu Mỹ. Nếu George Washington và những đồng nghiệp của ông không tự tin, thì có lẽ nước Mỹ ngày nay vẫn còn nằm trong vòng cai trị của một hòn đảo bé nhỏ. Tự tin là nền tảng của thành công. Nó giúp con người tôi rèn luyện bản lĩnh nhân cách và nắm bắt kịp thời các cơ hội mà cuộc sống mang đến. Do đó, hãy hành động bằng tất cả sự tự tin của bạn. Hãy dùng sự tự tin ấy củng cố sức mạnh nội tại của bạn, cũng như của những người xung quanh. Dù bạn là ai, đang ở đâu, hay làm bất kỳ công việc gì, thì thành công cũng chỉ đến khi bạn có lòng tự tin. Ngay từ hôm nay, bạn hãy đứng thẳng người lên một cách tự tin và thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ sống của bản thân. Niềm tin, bất kỳ điều gì con người tưởng tượng ra và tin tưởng sẽ đạt được đều có khả năng trở thành hiện thực. Niềm tin là nền tảng của mọi thành công. Chỉ cần có niềm tin thì nhất định sẽ chiến thắng. Câu chuyện về những tấm gương thành công từ cổ chí kim đều truyền tải thông điệp về sức mạnh của niềm tin. Để xây dựng niềm tin, trước hết bạn phải tin tưởng ở chính mình. Khi làm được điều này, bạn sẽ thấy tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn, cũng như kết quả mà bạn sẽ đạt được sau đó. Chỉ khi mất niềm tin, người ta mới rơi vào thất bại. Từ những cầu thủ giao bóng, anh lính trên chiến trường, hay nhà chính khách, nhà quản lý doanh nghiệp, đến anh công nhân, tất cả đều chỉ có thể hướng về phía trước và nỗ lực hết sức khi họ có niềm tin. Trước hết bạn phải có niềm tin, rồi niềm tin đó sẽ lan truyền sang những người xung quanh bạn, những người thân cận và thứ cấp của bạn, và họ sẽ đặt sự tin tưởng vào bạn. Hãy nuôi dưỡng niềm tin, lặp đi, lặp lại, với một sự khẳng định nào đó, cũng giống như việc đưa ra mệnh lệnh cho tiềm thức của bạn. Đây là phương pháp hiệu quả, có thể giúp con người phát triển niềm tin một cách chủ động. Lòng tự trọng. Lòng tự trọng chiếm một trong những vị trí thiêng liêng nhất trong khu vườn nhân cách của mỗi cá nhân, và là người gác cổng cho tòa lâu đài lương tâm của chúng ta. Nó giúp ta chọn lọc cách thức giao tiếp để sống một cuộc đời ý nghĩa. Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người. Nó là người thầy, người bạn,
người hộ vệ thân thiết và chân thành nhất của chúng ta. Lòng tự trọng giúp ta biết cách hành xử đúng mực, cũng như luôn dũng cảm trong chiến đấu, trong việc đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Mọi sự khôn ngoan đều bắt đầu từ lòng tự trọng. Với lòng tự trọng, bạn sẽ trở nên năng động và can đảm, sẵn sàng tiến về phía trước để mở lối cho những người đi sau. Lòng tự trọng bắt nguồn từ việc bạn yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình. Quả thật, nếu không tôn trọng chính mình, thì làm sao bạn có thể học được cách yêu thương và tôn trọng người khác? Để người khác tôn trọng, bạn phải luôn cẩn trọng trong cách ứng đối, cũng như hành động mỗi ngày. Hãy để lòng tự trọng nâng cánh cho những ước mơ của bạn. Hãy nỗ lực hết mình để đạt được những điều mà bạn khao khát. Nhưng hãy nhớ rằng, thiếu lòng tự trọng, mọi chiến thắng đều trở nên vô nghĩa. Sự chân thành. Chân thành là một đức tính có khả năng xây dựng các mối quan hệ tích cực hơn hết thảy so với mọi đức tính khác. Sự chân thành luôn xuất phát từ bản thân mỗi người và bộc lộ theo một cách tự nhiên nhất, giống như thỏi nam châm có thể hút được sắt thép. Người có lòng chân thành luôn hấp dẫn người khác bởi cảm giác phấn chấn tỏa ra từ con người họ. Không những thế, sự chân thành còn mang lại cảm giác bình yên và tạo nên uy tín cho con người. Nó là yếu tố quan trọng góp phần tạo ra những cơ hội quý báu để con người làm nên những điều lớn lao. Sự chân thành luôn quý giá hơn mọi của cải vật chất. Hãy chân thành với gia các bạn bè, đồng nghiệp và đối tác của bạn. Nhưng trên hết, hãy học cách sống chân thành với chính bản thân mình. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được người khác. Tin tưởng ở mình. Khi bạn tự tin, nhìn thẳng vào mắt người đối diện và truyền cho họ niềm tin của mình, bạn sẽ có được tin tưởng và ủng hộ từ họ. Thay vì dằn vặt bản thân vì những thất bại đã qua, hãy sống hết mình cho hiện tại bằng tất cả lòng chân thành của mình. Giai điệu của sự chân thành luôn có khả năng lay động lòng người. Nó sẽ giúp bạn vững bước trước mọi thử thách của cuộc sống và gặt hái được thành công như mong muốn. Hãy tập trung. Cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên bận rộn và mỗi người đều không ngừng phấn đấu cho các mục tiêu riêng của mình. Tất cả những nhiệm vụ và mục tiêu ấy vây quanh chúng ta như chiếc lan hoa quay quanh trục xe để vận hành suôn sẻ. Mỗi bộ phận của chiếc xe phải kết hợp với nhau đồng bộ và chặt chẽ. Cũng như vậy, để thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống, mỗi người chúng ta cần phải biết kết hợp ba yếu tố: suy nghĩ, lập kế hoạch và hành động. Tập trung có nghĩa là dành mọi sự chú ý, quan tâm và đam mê của mình vào việc đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Sự tập trung đồng nghĩa với việc bạn nỗ lực hết mình cho công việc đang thực hiện mà không bị chi phối bởi bất kỳ hành động nào khác. Sự tập trung giúp con người giữ được kiên định trên con đường theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Hãy tập trung hết mình vào công việc, rồi thành công sẽ đến với bạn, đúng như bạn mong muốn. Lòng trung thành. Trung thành là một trong những yếu tố quan trọng nhất, góp phần vào thành công của tổ chức nói chung và của mỗi cá nhân nói riêng. Nếu không có lòng trung thành, người nhân viên sẽ không chuyên tâm vào công việc, cũng như không đóng góp hết mình cho tổ chức. Khi bạn ý thức được giá trị của sự tin cậy nơi lãnh đạo, đồng nghiệp hoặc đối tác, và luôn quyết tâm hoàn thành mọi công việc một cách triệt để, thì nhất định bạn sẽ thành công. Ngày nay, các công ty trả lương cho nhân viên dựa vào năng lực và chất lượng công việc, chứ không căn cứ trên số giờ họ làm. Vì vậy, khi đã cống hiến hết mình cho công việc, bạn sẽ được thưởng xứng đáng. Nhưng thật đáng buồn là, không phải ai trong chúng ta cũng ý thức được điều này. Đa số những người làm công ăn lương, mang tâm lý làm cho hết ngày, mà không mấy chú trọng đến chất lượng, hiệu quả công việc trong ngày. Con người thường biện hộ cho thất bại của mình bằng nhiều lý do, nhưng có thể nói, lý do cơ bản nhất là họ đã không làm chủ được cuộc sống của chính họ. Trước những cám dỗ về mặt vật chất và sự yếu lòng của bản thân, nhiều người đã đánh mất chính mình, tự biến mình thành kẻ bất chung. Họ đánh mất niềm tin của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Lòng trung thành là con đường chắc chắn và công bằng nhất đưa bạn đến thành công, cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Lòng trung thành sẽ giúp bạn giữ vững niềm tin
để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Quan trọng hơn, nó giúp bạn giữ được mình trong mọi hoàn cảnh. Hãy trung thành với công việc, các mối quan hệ và với chính bản thân. Sự đố kỵ. Hiển nhiên là những người hay đố kỵ và hiểm độc không bao giờ có được sự bình an trong tâm hồn, vì lòng đố kỵ và tính hiểm động đó luôn gặm nhấm tâm trí họ. Những kẻ thường xuyên gặp thất bại, luôn không muốn nhìn thấy người khác thành công. Tôi để ý thấy những người thành công thường hay nói tốt về những người thành công khác, và họ có thái độ muốn học hỏi từ người khác, chứ không phải là đố kỵ. Ngược lại, những người thất bại thường cố gắng tìm mọi cách để chỉ trích và chê bai những người thành công. Đố kỵ nghĩa là bực tức, khó chịu trước may mắn và thành công của người khác, trong khi người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi những đức tính tốt đẹp của người khác, thì kẻ thất bại lại không làm được điều đó. Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời luôn tìm cách chê bai, hạ thấp họ. Họ để mặc cho lòng đố kỵ, thói ganh tị, cảm giác ganh tị gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày. Đố kỵ không những khiến con người cảm thấy mệt mỏi mà còn hạn chế sự phát triển của mỗi người. Thói đố kỵ khiến chúng ta lãng phí thời gian và không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mình mong muốn. Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình. Tạo hóa tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng. Bạn cần phải ý thức được rằng bạn là duy nhất và không bao giờ có người nào hoàn toàn giống bạn, cả về diện mạo lẫn tính cách. Vì thế, thay vì ganh tị với thành công và may mắn của người khác, bạn hãy tập trung toàn bộ tâm trí vào những ước mơ, dự định, đừng thời cố gắng hoàn thành chúng một cách triệt để. Hãy tự hào về sự khác biệt của bản thân bạn và vui mừng trước may mắn, thành công của những người xung quanh. Niềm vui ấy sẽ chấp cánh cho hạnh phúc của bạn, và sớm muộn gì bạn cũng sẽ đạt được thành công như họ. Học hỏi không ngừng. Hãy quan sát, đừng vội vàng đánh giá sự việc, mà bạn hãy cẩn thận xem xét, tìm hiểu ý nghĩa của nó và để cho bài học ấy ngấm dần vào bạn. Hãy học hỏi không ngừng, hãy tìm hiểu thế giới quanh mình, hãy học từ thiên nhiên, từ con người, từ những gì đang xảy ra quanh bạn. Hãy cố gắng hiểu cho thấu đáo những gì bạn nhìn thấy hàng ngày. Hãy áp dụng những kiến thức bạn có. Hãy sẵn sàng học hỏi từ mọi thứ xung quanh. Bất kể bạn đang làm gì và đang ở đâu, hãy tìm hiểu những gì còn bí ẩn. Hãy cố hiểu cho bằng được những gì còn vướng mắc. Cho và nhận, hạnh phúc là ước mơ, cũng là mục tiêu của tất cả con người. Suy cho cùng, mọi suy nghĩ, hành động của con người đều xoay quanh mục tiêu này. Nhiều người tích lũy tiền bạc với mong muốn có được hạnh phúc, nhưng những người khôn ngoan luôn hiểu được rằng hạnh phúc chỉ đến khi họ biết cho đi. Hạnh phúc là thứ tài sản duy nhất mà bạn sẽ nhận được nhiều hơn khi biết san sẻ cho người khác. Một trong những quy luật cơ bản của cuộc sống chính là cho đi bao nhiêu, bạn sẽ nhận về bấy nhiêu. Nó tựa như tấm gương phản chiếu chính xác những gì bạn đã làm và sẽ nhận được từ cuộc sống. Mọi sự tranh chấp hay thất bại đều bắt nguồn từ việc chúng ta xem nhẹ quy luật này. Gia đình tan vỡ, doanh nghiệp phá sản, tình bạn bị lãng quên đều có một phần nguyên nhân từ đây. Nếu bạn cho đi ghen ghét, thù hận, giận dữ thì sớm muộn gì chúng sẽ quay trở về với bạn. Vì vậy, hãy cho đi những gì tốt đẹp nhất, không chỉ vì người khác mà còn vì chính bản thân bạn. Hiểu được ý nghĩa của việc cho đi và nhận về, bạn sẽ không còn than vãn hay cảm thấy thất vọng trước cuộc sống. Hãy cho đi để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, dù đó chỉ là một nụ cười. Nụ cười tuy đơn giản, nhưng chính là món quà mang ý nghĩa nhất mà bạn có thể tặng cho người khác. Như tia nắng ấm áp của mặt trời, nụ cười có thể sưởi ấm những con tim đang giá lạnh và giúp họ vững tin hơn trong cuộc sống. Hãy chia sẻ những kiến thức mà bạn đang có. Mọi kiến thức đều trở nên vô nghĩa nếu nó không được chia sẻ. Khi đã ở đỉnh cao của chiến thắng, bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết của mình với mọi người để họ có được thành công như bạn. Không ai trong chúng ta có quyền nhận về nhiều hơn những gì mình đã cho đi. Cuộc sống luôn rất công bằng, bạn sẽ nhận được nhiều hơn khi bạn biết cống hiến hết mình
Do đó hãy sẵn lòng cho đi như khi bạn vui lòng nhận về. Cơ hội là điều có thật, chứ không phải là kết quả của một sự may mắn hay tình cờ nào đó. Cơ hội luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, nhưng thường núp dưới cái bóng rủi ro hoặc thất bại tạm thời. Đó là lý do khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội của mình, gục ngã hoàn toàn sau thất bại đầu tiên và không bao giờ đứng dậy được nữa. Họ không nhận ra rằng đằng sau mỗi thất bại luôn ẩn chứa một cơ hội mới. Nhiều người tin rằng thành công là kết quả của những bước ngoặt may mắn, dù không thể phủ nhận sự may mắn. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào yếu tố này, thì gần như bạn sẽ luôn thất vọng. Bước ngoặt duy nhất mà bất kỳ ai cũng có thể dựa vào là bước ngoặt do chính họ tạo ra, hoặc biết nắm bắt cơ hội mà cuộc sống mang đến cho mình. Cuộc sống hiện tại mang đến cho con người nhiều cơ hội để vươn lên và tự khẳng định bản thân. Bạn sẽ làm gì với những cơ hội ấy? Nắm bắt và tận dụng chúng, hay để chúng trôi qua trong vô nghĩa? Cơ hội luôn nằm trong tầm tay những người can đảm và kiên nhẫn, nhưng lại thành chuyện đã rồi của kẻ hèn nhát. Thế nên, hãy tìm kiếm cơ hội của mình bằng cách chịu khó suy nghĩ, lắng nghe và quan sát cuộc sống xung quanh. Sách và hãy đọc sách mỗi ngày. Sách chứa đựng kho tàng kiến thức của con người trong mọi thời đại. Sách phản ánh cuộc sống chân thực và sinh động, đồng thời chứa đựng những chân lý vĩnh cửu đã được chứng minh qua thời gian. Không chỉ giúp con người giải trí, sách còn mang đến nguồn tri thức vô tận. Cuộc sống của con người sẽ trở nên nghèo nàn và nhàm chán nếu không có sách. Sách kết nối con người và mang họ đến gần nhau hơn, bất chấp mọi khoảng cách về không gian và thời gian. Có thể nói, sự giàu có của nhân loại không nằm ở những kho báu đầy vàng, những kiến trúc đồ sộ hay những vùng đất trù phú, mà nó nằm trong chính những cuốn sách được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hãy thường xuyên đọc những cuốn sách hay và đọc một cách có hệ thống. Hãy tự làm giàu cho chính mình bằng cách học hỏi những điều bổ ích từ sách. Giống như nhà văn Gorky đã nói, mỗi cuốn sách mở ra trước mắt ta một chân trời mới. Ước mơ, một ước mơ phù hợp là yếu tố quan trọng góp phần làm nên một việc có ý nghĩa. Ước mơ là hình ảnh của những điều nằm trong tâm trí của chúng ta, và nếu bạn là người có quyết tâm, thì bạn sẽ tìm cách đạt được nó. Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết ước mơ. Ước mơ không bao giờ hình thành ở những người thờ ơ, lười biếng hay thiếu tham vọng. Bạn hãy đặt ra những ước mơ nằm trong khả năng của mình và lên kế hoạch cụ thể để từng bước thực hiện hóa chúng. Trong khi vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được thành công cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống thường ngày, bạn đừng bị lung lay hay nhục trí bởi những người xem bạn như là kẻ mơ mộng. Để đạt được thành công như mong muốn trong một thế giới đang có nhiều thay đổi này, bạn phải học hỏi tinh thần của các bậc tiền bối, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự phát triển của văn minh nhân loại. Ước mơ không phải là cái có sẵn, cũng chẳng phải là cái không thể có. Ước mơ chính là con đường chưa được định hình, là hình ảnh của những điều nằm trong tâm trí bạn, mà nếu có đủ quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể hiện thực hóa chúng. Nếu bạn tin tưởng vào những ước mơ của mình, thì hãy cố gắng thực hiện bằng tất cả những khả năng của mình. Nhưng nếu những ước mơ ấy không thể trở thành hiện thực, thì bạn cũng đừng quá thất vọng. Hãy nuôi dưỡng cho mình một khát khao và tiếp tục nỗ lực. Sớm muộn gì chúng cũng trở thành hiện thực một khi bạn còn cố gắng. Lời cảm ơn, thói quen cảm ơn người khác là một trong những thói quen tốt nhất mà bạn nên có. Hãy thử nghĩ xem, đã bao giờ bạn thấy khó chịu khi nhận được một lời cảm ơn từ người khác, hay đã bao giờ việc nói lời cảm ơn khiến bạn cảm thấy mình ti tiện, hèn kém đi? Nếu chưa, thì hãy tập thói quen nói lời cảm ơn. Chắc không cần phải giải thích bằng lời những cảm xúc của bạn. Mỗi khi bạn biết ơn ai đó, một khi đã có thói quen biết ơn, thì bạn sẽ chung sống với nó một cách vô thức. Những người biết mang ơn người khác thường thể hiện qua ánh mắt và thái độ của họ với thói quen đó. Đó là phẩm chất dễ nhìn thấy nhất mà cũng dễ lan truyền nhất. Hãy tập thói quen nói lời cảm ơn bằng cách thừa nhận công sức của người khác, bất kể đó là ai. Có thể là cô thư ký của bạn,
anh tiếp viên trong nhà hàng, bạn bè hay vợ, chồng của bạn, và cho dù việc họ làm có bình thường đến mấy, bạn cũng đừng bao giờ quên nói lời cảm ơn với nụ cười tươi, đó là một sự đầu tư có lợi. Thói quen là những hành động được lặp đi, lặp lại, nhiều lần, từ cái nháy mắt vô thức cho sự chuyển động của vũ trụ, đều chịu sự tác động của quy luật thói quen. Cuộc sống là một chuỗi các thói quen nối tiếp nhau, những thói quen tốt sẽ mang đến cho bạn những lợi ích thiết thực. Ngược lại, những thói quen xấu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của bạn và thậm chí khiến bạn phải trả giá đắt. Thói quen có thể giúp bạn làm nên sự nghiệp, nhưng cũng có thể phá tan cơ đồ của bạn. Như nhà triết học Francis Bacon từng nói, thói quen làm nên bản chất thứ hai của mỗi người. Thói quen được hình thành qua cơ chế lặp đi, lặp lại hành động và không có đánh giá đạo đức nào đối với chúng. Thói quen chỉ có tốt hoặc xấu mà thôi, nhưng điều đáng chú ý là trí não của con người lại hoạt động dựa trên quy luật thói quen, nên việc kiểm soát thói quen là hết sức quan trọng. Điểm khác biệt giữa người lãnh đạo và những người hài lòng với vị trí của một nhân viên chính là khả năng kiểm soát tư tưởng. Trong khi người lãnh đạo thường tìm cách kiểm soát tâm trí của mình, thì những người còn lại thường cho phép tâm trí mình theo đuổi lan man hết ý nghĩa này đến ý nghĩa khác. Hãy kiểm soát suy nghĩ để tiến đến làm chủ thói quen của mình. Lập kế hoạch để đạt được một mục tiêu nào đó, bạn có hai việc cần làm. Việc thứ nhất là lập ra kế hoạch hoàn chỉnh. Việc thứ hai là bắt tay vào hiện thực hóa nó. Trong quá trình thực hiện, có thể bạn sẽ phát hiện ra những sai lầm hoặc thiếu sót trong kế hoạch của mình, nhưng đừng vì thế mà nản lòng. Thay vì bỏ cuộc giữa chừng, bạn hãy kiên nhẫn bổ sung, chỉnh sửa nó, và nếu cần, hãy lên kế hoạch mới hoặc kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh. Diễn giả Victor Hugo đã từng nói, nếu bạn biết lập kế hoạch cho những việc cần làm trong ngày và thực hiện theo đúng kế hoạch đó, thì bạn sẽ tìm thấy được ngọn đèn soi đường để vững vàng bước tiếp. Quả thật, người thành công là người biết lập kế hoạch cho công việc và cuộc sống của mình, cũng như không ngừng nỗ lực để hoàn thành chúng. Nếu thất bại, họ hiểu rằng thất bại đó chỉ mang tính tạm thời, chứ không phải hoàn toàn. Nó báo cho họ biết rằng kế hoạch của họ chưa hoàn hảo và đang cần được chỉnh sửa. Chỉ khi nào bạn từ bỏ và không muốn cố gắng nữa, thì khi đó bạn mới thật sự thất bại. Hàng triệu người trên thế giới này đang sống trong hoàn cảnh cực khổ và nghèo khó bởi họ thiếu một kế hoạch đúng đắn để có thể tạo dựng thành công và tích lũy được tiền bạc cho mình. Hãy kiên trì. Có một nghịch lý là khi nói về bí quyết thành công, con người ta thường nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thất bại. Quả thật, thất bại là nền tảng của thành công, là tiền đề vững chắc cho những thành tựu mà bạn sẽ đạt được sau đó. Nếu bạn biết cách rút ra cho mình những bài học bổ ích, những người vĩ đại không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, họ luôn cố gắng san bằng mọi trở ngại để đạt được điều mình khao khát. Nếu bạn đang hướng đến một mục tiêu quan trọng, nhưng cảm thấy thất vọng sau thất bại đầu tiên và muốn bỏ cuộc, thì hãy tạm dừng lại. Hãy suy nghĩ về những điều bạn vừa trải qua, hãy nghĩ về con đường thành công của các vĩ nhân và học tập tính kiên trì của họ. Kiên trì là yếu tố cần thiết để biến nỗi khao khát thành các giá trị vật chất tương đương. Hẳn bạn từng nghe câu tục ngữ, nước chảy, đá mòn. Giọt nước tuy bé nhỏ, nhưng có thể là mòn phiến đá nhờ vào tính bền bỉ của nó. Cuộc sống cũng vậy, bạn sẽ đạt được thành công như mong muốn nếu luôn kiên trì thực hiện mục tiêu. Thành công không phải là thứ mà bạn có thể thừa kế từ tiền bạc hay các giá trị vật chất thông thường. Thành công chỉ đến khi bạn dám chấp nhận thất bại và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Bất kể ước mơ của bạn là gì đi chăng nữa, điều bạn cần làm đầu tiên là hãy san bằng mọi trường ngại và tiến về phía trước với tất cả nghị lực của mình. Dám hành động. Sự thành công chỉ đơn giản là việc đưa ra quy định, quyết định dám hành động. Cuộc đời này luôn còn có những con người dám nghĩ, dám làm, những con người sẵn sàng hành động vì chính nghĩa mà không cần phải mất nhiều thời gian để tính toán thiệt hơn
Để làm được điều đó, cần phải có can đảm và cả lòng hy sinh. Những bậc vĩ nhân làm nên lịch sử loài người đều là những người dám hành động, biết chấp nhận mất mát, chẳng thà bạn phạm sai lầm, chẳng thà bạn phải dò dẫm, tìm một lối đi mới và hữu ích còn hơn là cứ phân vân, lo sợ thất bại, để rồi chùn bước. Khi dám nghĩ dám làm, sức mạnh tiềm ẩn vốn có trong mỗi chúng ta sẽ trỗi dậy để hỗ trợ và tiếp sức đưa ta tiến lên phía trước. Hãy can đảm dấn thân vào những điều mới mẻ, hãy thử làm những công việc mới, hãy đi tiên phong nếu cần, hãy phá bỏ những tiền lệ. Bạn sẽ không phải mất thời gian mò tìm lối thoát từ những ngổn ngang của những hy vọng vỡ vụn và ước mơ héo úa. Hãy cố gắng làm công việc của bạn tốt hơn người tiền nhiệm, đừng để cho cái bóng của người phía trước che khuất bạn. Để đạt được tất cả những điều đó, thì trước hết bạn phải dám nghĩ, dám làm. Hạnh phúc trong cuộc sống, hạnh phúc là ước mơ và là mục tiêu của tất cả mọi người. Suy cho cùng, mọi nỗ lực và hành động của con người đều chỉ hướng đến một mục đích duy nhất là sống hạnh phúc. Hạnh phúc có thể giúp con người cải thiện sức khỏe và tăng tuổi thọ. Người sống hạnh phúc luôn có khả năng lôi cuốn những người khác bằng dáng vẻ tự tin của mình. Để có được cuộc sống hạnh phúc vững bền, nhiều người đã cố gắng tích lũy thật nhiều tiền bạc mà quên rằng tiền không thể mua được hạnh phúc. Tiền bạc sẽ có thể là phương tiện giúp con người có được hạnh phúc. Cổ nhân đã nói rằng trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc, một nửa nhân loại đều nhầm tưởng. Họ nghĩ rằng hạnh phúc bao gồm việc tìm thấy, sở hữu và được phục tùng. Nhưng không, hạnh phúc chỉ được tìm thấy trong việc cho đi và phục vụ người khác mà thôi. Quả thật, hạnh phúc chỉ thật sự đến với những ai biết sẻ chia mà không cần đáp trả. Hạnh phúc cũng chỉ đến với những ai biết hài lòng với mục tiêu mình đã đề ra, đồng thời không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa chúng. Hạnh phúc không nằm ở cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi. Để sống một cuộc đời hạnh phúc, bạn hãy làm việc gì đó có ý nghĩa bằng tất cả tài năng và tâm huyết của mình. Xét cho cùng, hạnh phúc chỉ đơn giản là nhận thấy những nỗ lực của bản thân mình đã được đền đáp xứng đáng. Một cuộc đời hạnh phúc chính là một cuộc đời hữu ích. Hãy cảm nhận hạnh phúc từ những điều bình dị mà cuộc sống đã mang đến cho bạn. Và trên hết, hãy sống hạnh phúc từ những gì bạn đã cho đi. Mục tiêu, bạn không thể đòi hỏi điều gì ở cuộc sống này nếu như không có ít nhất một mục đích sống. Thế nhưng, chỉ đáng tiếc là rất nhiều người trong chúng ta không hiểu được điều này và việc họ gặp phải thất bại là điều không thể tránh khỏi. Bí quyết của mọi thành công là sự đấu tranh không khoan nhượng và nỗ lực hết mình nhằm hướng đến mục tiêu đã được xác định. Nếu bạn đã có một mục tiêu cụ thể và lòng can đảm để thực hiện nó, thì bạn sẽ không bao giờ thất bại. Thật vậy, mục tiêu của bạn thường tương quan với tính cách của bạn. Bạn bè cần thiết cho cuộc sống của mỗi người, tựa như việc chúng ta cần không khí để thở, cơm để ăn và quần áo để mặc. Không có bạn bè, cuộc sống của con người sẽ trở nên đơn độc, buồn chán và vô nghĩa. Để có bạn, trước hết bạn phải trở thành một người bạn đúng nghĩa. Nghệ thuật kết bạn là nghệ thuật của trái tim. Chỉ khi bạn đến với người khác bằng cả tấm lòng của mình, thì khi đó bạn mới được đền đáp. Tình bạn sẽ giúp chúng ta có thêm lòng can đảm, niềm vui và tìm thấy ý nghĩa từ cuộc sống. Bạn bè là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp ta vượt qua mọi thử thách và vững vàng tiến bước. Nhưng tình bạn đúng nghĩa không tính bằng số lượng bạn bè mà bạn có. Vì thế, nếu bạn không thể và không muốn mở rộng mối quan hệ, thì hãy tìm cho mình một người bạn đích thực. Đó là người có thể chia sẻ mọi buồn vui của cuộc sống và giúp bạn khám phá ra tiềm năng trong mình. Khi bạn tìm được một người bạn như thế, cũng có nghĩa là bạn tìm được chính mình. Những người bạn đích thực là người luôn hiểu và ủng hộ bạn khi những người khác đã quay lưng, nhưng đó cũng là người sẵn sàng tranh luận hoặc khuyên can nếu bạn mắc sai lầm nào đó. Biết lắng nghe để cố tỏ ra thông thái. Nhiều người đã nói quá nhiều mà quên rằng càng nói họ càng bộc lộ sự yếu kém của mình. Hãy lắng nghe để học hỏi. Sự thông thái đích thực thường thể hiện qua tính khiêm tốn và sự im lặng.
Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là bạn cũng nên lựa chọn đối tượng để lắng nghe. Hãy lắng nghe với lòng tôn trọng và tinh thần cởi mở trước những ý tưởng, học thuyết mới. Hãy lắng nghe và thẩm thấu những kiến thức mà bạn thu nhận được qua những cuộc trò chuyện này. Hãy nói ít, đồng thời lắng nghe và quan sát thật nhiều. Tôi sẽ lời cam kết cho bản thân, tôi sẽ làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày thật đáng sống. Tôi sẽ nhớ về quá khứ như một con đường đầy kinh nghiệm quý báu mà tôi đã đi qua. Tôi sẽ tổ chức và tập trung mọi thời gian, công sức vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Tôi sẽ làm những gì mà trước kia tôi không dám làm. Tôi sẽ sống với cả bầu nhiệt huyết của mình. Tôi sẽ mỉm cười thay vì cau mày, sẽ kiên nhẫn thay vì tức giận. Trên hết, tôi sẽ làm chủ bản thân mình. Tôi sẽ trung thành với con đường mình đang đi. Tôi sẽ giữ vững niềm tin và mạnh mẽ tiến về phía trước. Tôi sẽ bắt tay vào thực hiện và hoàn tất mọi dự định của mình. Tôi sẽ làm những việc mà tôi yêu thích. Tôi sẽ công bằng và chính trực. Vì đó là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nếu thất bại, tôi sẽ rút ra cho mình những kinh nghiệm quý giá để không tái phạm thêm lần nữa. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình, sẽ quan tâm đến sức khỏe và cẩn trọng với danh dự của bản thân. Tôi sẽ đóng góp làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, sẽ biến ngày hôm nay của những người tôi gặp thành một ngày tốt lành. Tôi sẽ dành hết tâm trí của mình vào việc phục vụ những người xung quanh, bởi vì trong ánh hào quang của những việc tôi làm cho người khác luôn ẩn chứa vầng sáng của chính tôi. Tôi sẽ làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày thật đáng sống. Bạn thân mến, sách tóm tắt mới gửi đến bạn phần tóm tắt của cuốn sách Yêu Can, Không Gì Là Không Thể của tác giả George Matthew Adam. Mình mong rằng video và bài viết này sẽ giúp ích cho bạn, giúp bạn thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like video để chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến nhiều người hơn nữa. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!